Dạ em xin kính chào cô chú bác anh chị và các bạn nha. Vui được gặp lại chú bác anh chị và các bạn trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt của em. Hiện tại thì em đang có mặt ở trên con đường Triệu Việt Vương anh chị. Và bây giờ là buổi trưa rồi, 11 giờ trưa ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 anh chị. Thì hôm nay em rất là vui đưa cô chú bác anh chị và các bạn đi thăm lại con đường Triệu Việt Vương. Và đặc biệt là theo một yêu cầu của một bác khán giả ở trên kênh của em, muốn thăm lại căn nhà số 69 đường Triệu Việt Vương. Bây giờ nhiệt độ trời rất là nóng luôn anh chị, khoảng 25 độ C. Và bây giờ cũng là buổi trưa rồi. Nhân đây em xin kính chúc cho cô chú bác anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, một ngày mới thật là vui tươi, luôn luôn bình an, an lạc trong cuộc sống ha. Rồi bây giờ em kính mời cô chú bác anh chị và các bạn cùng lên xe để em đưa cô chú bác anh chị và các bạn đi ngắm nhìn một chút xíu hình ảnh về con đường Triệu Việt Vương ngày hôm nay, cũng như là cập nhật tình hình luôn. Đi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ về khu vực đường hầm Đất Sét anh chị, một cái khu du lịch rất là nổi tiếng ở đó ha. Không biết cô chú bác anh chị và các bạn đã đi vào đó hay chưa. Em thấy rất là đẹp anh chị, khi nào có dịp thì em sẽ vào đó chia sẻ cho cô chú bác anh chị và các bạn xem ha. Và hướng ngược lại sau lưng của em thì em sẽ đi về một cái ngã ba nơi giao nhau với con đường Bát Tơ anh chị và con đường Lê Hồng Phong. Chúng ta đi về con đường Trần Phú và con đường Dệt Xin ngày xưa anh chị. Lâu lắm rồi anh chị mới được trở lại con đường Triệu Việt Vương cùng lang thang với cô chú bác anh chị và các bạn. Chúng ta cùng cập nhật tình hình rồi đi khắp con đường Đà Lạt anh chị ha. Một vài hình ảnh gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn phương xa. Đây là cái cảnh bà con mình buôn bán trái cây anh chị, rồi cà phê, rồi nước mía anh chị. Tại nơi đây thì có dinh Bảo Đại anh chị, dinh Bảo Đại hay còn gọi là dinh Ba đó. Ở phía dưới bên tay trái của em là con đường Nguyễn Trung Trực, con đường C5, là khu C5 ngày xưa anh chị. Ở này bà con mình buôn bán ở mít nè anh chị nè. Rồi ở đây là cái chung cư, khu này hồi xưa gọi là khu Gia Bên cũ đó anh chị, bây giờ là người ta phân lô ra rồi người ta xây nhà hết rồi. Những căn biệt thự rất là đẹp anh chị ha, có nhiều căn thì người ta xây xong rồi lâu lâu thì họ mới về ở thôi anh chị. Rồi chúng ta cùng đi qua cái ngõ bên này ha anh chị ha. Những cái cây hoa giấy rất là đẹp, mang một cái màu tím, họ làm hàng rào luôn. Đây là lối chúng ta đi vào chung cư anh chị. Đó, một vài hình ảnh chung cư gửi tới cho quý cô bác anh chị và các bạn. Rồi chúng ta cùng đi anh chị ha. Đi lang thang để cập nhật tình hình Đà Lạt như thế nào, hiện nay ra làm sao. Ở phía dưới này là ngôi trường La San,
trường kỹ thuật nghề La San anh chị, 69 này là không biết số nhà 69 cũ ngày xưa thì nó nằm ở đâu, thì bây giờ là hiện tại là số mới là số 69, thì nằm ở bên phía bên mé trái của em, và bên phải thì mới số 46 thôi anh chị, số 50 này anh chị nè. Đó, thì tại đây là doanh trại quân đội. Nơi đây thì nó gắn bó một thời đối với rất là nhiều cô bác anh chị, tại vì khi xưa thì nó rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ anh chị ha, có những cái ký ức. Các cái nhà ở đây thì bây giờ họ cho thuê rất là nhiều anh chị, do tình hình buôn bán ế ẩm rồi kéo theo rất là nhiều cái mặt hàng bán không được, rồi các cái chi nhánh anh chị mở ra thì cũng không có đủ tiền để mà chi trả cho nhân viên, rồi tiền thuê mặt bằng, cuối cùng thì người ta cũng sang lại anh chị. Ở đây là số 76 rồi, em sẽ đi lên 78 anh chị. Số nhà lung tung quá anh chị ha. Ở đây là lại là số 36 này, 36B anh chị. Đây là hẻm 36 đường Triệu Việt Vương. Hôm nay cô bác anh chị thấy khí hậu đẹp không ạ? Rất là đẹp ha cô chú anh chị ha. Các anh này thì anh đang kỹ sư xây dựng, anh đang coi cái lô đất ở dưới này chuẩn bị xây nhà đó anh chị. Ở đây có cái cây phượng đẹp quá anh chị, rồi những cái hàng cây bông giấy. Có một cái homestay anh chị, xa xa thì một cái thung lũng anh chị ha, rất là đẹp. Ở đây là địa chỉ 37 rồi. Ở đây em để ý một điều là địa chỉ 37 rất là nhiều nha anh chị nha. 37 hồi nãy có mấy nhà, số nhà 37 luôn. Ở đây là số 19 nè. Em mời cô chú bác anh chị và các bạn đi xuống một đoạn nữa thử xem, để xem chúng ta có thấy căn nhà số 69 hay không. 91. Chắc em xin phép cô chú bác anh chị, em sẽ quay lại thôi. Đây là số nhà 81 rồi anh chị. Ngay con
Đây là cổng sau của nhà thờ. Rồi, mời anh chị chúng ta đi tiếp anh chị ha. Anh chị thấy con đường hôm nay vắng vẻ không? Vắng vẻ anh chị ha. Tại vì bên cạnh là có cái rừng thông, có mấy cái cây thông này tỏa bóng mát. Em ơi, cho anh hỏi số nhà 69 chị Việt Vương ở đâu em? Hỏi số nhà là không ai biết hết. Tại vì số nhà nó đổi lung tung hả em? Rồi rồi rồi. Cảm ơn em. Dạ ba ơi, bà cho con hỏi số nhà 69 chị Việt Vương ở đâu? Số cũ á, số cũ á. Đi xuống xíu xíu dưới này nữa. Dạ 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 rồi, em cảm ơn anh. Ở đây thì các cô các bác thì bảo là đi xuống phía dưới. Còn bây giờ ở đây là số 20 mấy đổ lên anh chị, và trước mặt chúng ta đây là một cái quán cà phê táo đỏ anh chị, rất là nổi tiếng này. Em thấy ở đây có cái món cà phê trứng rất là ngon. Tại vì mấy bữa vô tình em lướt trên Facebook anh chị, em phát hiện ra ở đây đi này bán cà phê trứng. Không biết cô chú bác anh chị và các bạn uống cà phê trứng bao giờ chưa? Cà phê xong rồi trứng người ta đánh bông đó anh chị, xong rồi pha mấy chút cà phê rất là thơm anh chị. Một món có thể nói là các bạn trẻ bây giờ rất là ưa chuộng. Theo một bác chỉ đường thì bác có chia sẻ là căn nhà số 69 thì nó nằm ở bên phía tay phải ở khu vực này, rẽ xuống đây. Dạ bác ơi, bác cho con hỏi thăm một chút số nhà 69 chị Việt Vương ở đâu vậy bác? Số cũ á, số cũ á bác. Ở gần cái gì, cháu cứ hỏi ở gần cái gì? Ở gần cái nhà thờ, nó đi xuống cái dốc. Nhà ai? Bây giờ nó lộn xộn số nhà hết rồi. Dạ dạ. Nói là... Dạ rồi, để con đi kiếm. Ở gần cái gì? Dạ. Ở gần cái Hồng Tây hoặc là cái quán cà phê gì đó thì dễ tìm. Dạ dạ, không, cảm ơn bác. Ở đây là con đường An Bình anh chị, lối mà chúng ta đi về con đường Bá Đa Lộc ngày xưa, và bây giờ là con đường Hà Huy Tập đó anh chị. À, 69 đường Triệu Việt Vương thì có lẽ là nó nằm ở khu vực phía dưới này thôi anh chị. Hôm nay rất là vui được dẫn cô chú bác anh chị và các bạn đi cập nhật, đi du lịch, đi ngắm nhìn phố xá anh chị ha. Và tới đây em cũng xin phép được tạm chia tay với cô chú anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa em xin kính chúc cho cô chú bác anh chị và các bạn có một ngày mới
là nhiều bình an trong cuộc sống. Và em xin kính chào cô chú bác anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn trong clip tiếp theo, đưa anh chị đi du lịch ha.